Hoàng Thùy Linh Denver phản ứng thế nào giữa thông tin đã có con đầu lòng? Hoàng Thùy Linh và Denver có thái độ giống nhau giữa lúc được cư dân mạng đồng loạt chúc mừng. Hoàng Thùy Linh và Denver đích thị là cặp đôi kín tiếng nhất nhì Biz. Từ đầu tháng 1 năm 2023 đến nay, cả hai liên tục rộ loạt thông tin như bí mật ăn hỏi ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc, sống chung nhà, đã chào đón con đầu lòng, nhưng chưa bao giờ trực tiếp, thẳng thắn xác nhận thông tin. Kể từ sau khi thông tin Hoàng Thùy Linh và Denver đã lên chức bố mẹ bỉm được lan truyền, nhất cử nhất động của người trong cuộc đều khiến cư dân mạng dành sự chú ý đặc biệt. Tính đến thời điểm chiều 24 tháng 8, sau hai ngày tin vui của gia đình xuất hiện trên mạng xã hội thì Hoàng Thùy Linh và Denver đều im hơi lặng tiếng, đóng băng toàn bộ các nền tảng mạng xã hội. Phía đại diện của Hoàng Thùy Linh hay Denver cũng không đưa ra bất kỳ phản hồi liên quan nào trước công chúng. Đây cũng là cách phản ứng quen thuộc của Hoàng Thùy Linh và Denver mỗi khi thông tin về chuyện đời tư rầm rộ trên mạng xã hội. Tầm 1 đến 2 tháng gần đây, Denver không biểu diễn trong các sự kiện và cũng chẳng lộ diện ở các hoạt động giải trí. Ngoài việc tiếp tục ở ẩn trong showbiz Việt, Hoàng Thùy Linh vắng mặt bất thường trong ngày Đông Nhi sinh con, sinh nhật Mai Phương Thúy hay cả tiệc sinh nhật 1 tuổi của con trai Minh Hằng. Thời điểm Hoàng Thùy Linh sinh con được dự đoán là vào tầm tháng 7 năm 2024, vì thế đây là giai đoạn cặp đôi phải toàn tâm toàn ý cho việc chăm sóc và làm quen với cuộc sống bỉm sữa. Vị bác sĩ thăm khám cho Hoàng Thùy Linh cho biết, nhiều người nổi tiếng, nghệ sĩ khi đến lịch kiểm tra sức khỏe đều đi cùng chồng. Dù là đại gia, doanh nhân, ca sĩ, thì họ vẫn luôn dành thời gian đưa vợ đi khám, để xem những khoảnh khắc con lớn lên trong bụng. Và Denver cũng không ngoại lệ. Den luôn đi cùng Linh khi đến lịch khám thai, siêu âm định kỳ, vị bác sĩ cho biết. Tuy nhiên thời điểm đó, vị bác sĩ giữ kín các thông tin này, tránh ảnh hưởng đến thai kỳ của Hoàng Thùy Linh. Đến thời điểm hiện tại khi có thông tin Hoàng Thùy Linh đã sinh đôi hai bé đầu lòng, vị bác sĩ cũng chưa lên tiếng hay chia sẻ thông tin gì thêm. Trước đó, trong chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần do MC Long Vũ dẫn dắt phát sóng vào tháng 9 năm 2022, Denver chia sẻ về quan điểm lựa chọn bạn đời. Quan điểm của Den đơn giản lắm ạ, chỉ cần một người hợp nhau thì tất cả những thứ khác không còn quan trọng nữa, và như nào để hợp thì cái đấy mình tự cảm nhận thôi. Cũng 2 năm trước, nam rapper cho biết bố mẹ đã giục chuyện lập gia đình, bản thân anh cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ làm chồng, làm bố. Khi rộ tin đã cưới hỏi với Hoàng Thùy Linh, Denver không nhắc trực tiếp đến thông tin này mà lên tiếng hứa hẹn, Den hứa sẽ là người đầu tiên sẵn sàng chia sẻ thành thật với mọi người, về mình khi Den thấy mình đã suy nghĩ thấu đáo. Vào năm 2020, khi được hỏi về dự định sinh con, Hoàng Thùy Linh cũng nói, là một người phụ nữ, ai cũng hy vọng được làm mẹ và tôi cũng thế, cũng muốn có một, bản sao nhí của riêng mình, để con viết tiếp những ước mơ mình còn dang dở. Tôi rất yêu trẻ con và đang muốn có con. Tôi chưa nghĩ đến việc kết hôn, nhưng cũng đã có những dự tính của riêng mình. Tôi là người không lên kế hoạch cho cuộc sống. Cuộc sống và tình cảm là vấn đề không thể tính toán được. Ba mẹ của tôi cũng hoàn toàn đồng ý về điều đó. Nếu mình không thích thì không ai ép được. Mình đang sống hạnh phúc là được, không cần gượng ép và cũng không nên tính toán. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những khoảnh khắc nên mình đừng nên trói buộc. Hồi tháng 3 năm 2023, Hoàng Thùy Linh vòng vo, né tránh khi bị nhắc đến thông tin đã có một gia đình, những người đang yêu âm nhạc của mình, những người theo dõi mình và cả những anh chị truyền thông nữa, em đều coi họ là người thân của mình. Trên quãng đường em đi, họ đều chứng kiến những vui buồn để chia sẻ và ủng hộ. Với em, điều đó rất giá trị. Em cũng nói rằng, nếu không muốn đối thoại với mọi người thông qua chuyện cá nhân, từ trước đến nay vẫn là như vậy.